Chào các bạn, đây là chiếc máy điện thoại cho người già, hay còn gọi là điện thoại cho người cao tuổi, người lớn tuổi, người có tuổi. Tiếng Việt rất là phong phú. Nó được thiết kế đặc biệt với những tính năng giúp cho những người lớn tuổi có thể dễ dàng sử dụng được. Ngày xưa mình đã từng giới thiệu một chiếc như thế này, bây giờ chiếc này nó có những cái hay, mình giới thiệu lại với các bạn. Đây là tai nghe, cục sạc và sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Thì đây là cái máy. Các bạn thấy rằng nó có những cái phím rất là to, màn hình cái nội dung hiển thị cũng rất là lớn để cho những người lớn tuổi có thể dễ dàng sử dụng được. Và nó có những cái nút tính năng bên cạnh, như bên này là nút gạt nền bật đài FM, rồi ở trên đây có nút tăng giảm âm lượng, cái này nó bắt FM không tốt cho lắm. Ở bên phải chúng ta có nút khóa và mở bàn phím và cái nút tắt mở đèn pin. Đó là những cái tính năng bên ngoài của nó. Tắt FM đi. Còn cái tính năng đặc biệt của nó là tính năng gọi nhanh. Các bạn thấy là giống như điện thoại khác thì chúng ta bấm lâu chúng nó gọi nhanh, thì cái điện thoại này chúng ta thấy có cái mặt, một mặt là một người con trai, một là người con gái. Ta những người lớn tuổi họ chỉ cần nhìn vào đây, họ gán cái phím này cho con trai và con gái, họ gọi sẽ nhanh hơn. Thì mình bấm lâu cái phím, người cô gái thì nó gọi con trai mình. Và đây là cái nút rất là hay, cái nút SOS. Đây là cái nút mà nó khi chúng ta bấm vào thì tự động nó sẽ hú cái máy lên và nó sẽ làm gì. Ở trong đó nó có 20 cái danh bạ khác nhau có thể thêm vào, danh bạ khẩn. Và khi chúng ta nhấn cái nút cấp cứu đó thì tự động nó sẽ nhắn tin và gọi đến những cái số mà chúng ta lưu trong đó. Và nó gọi số này mà số này không nhấc máy thì nó tiếp tục nhắn tin và gọi cho số khác, tổng cộng tất cả là 20 số. Và chúng ta có thể cài một cái nội dung tin nhắn nào đó mà để vào mỗi lần mà chúng ta nhấn nút cấp cứu thì nó sẽ nhắn. Như đây, đây là tự động nó nhắn. Và cái máy này bây giờ tất cả những cái menu của nó đã là tiếng Việt. Đây, nó có tin nhắn, nó có nhật ký, nó có danh bạ, nó có cài đặt. Rất là hay. Giá như là 770.000 đồng. Xin cảm ơn.